Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Các bạn có thể thấy trên bàn ngày hôm nay hơi trống trải một chút. Trước bàn mình chỉ có duy nhất một cái mẫu bom ảnh chủ và bên tay trái của mình là một vỏ cây đến từ NZIT H210. Vì thế, chủ đề trong video ngày hôm nay sẽ là xây dựng một bộ mini PC để có thể vừa chơi game, làm việc đồ họa hay đơn giản thôi. Những bạn nào thích một góc làm việc hay góc gaming gọn gàng, sạch sẽ thì đây chính là video dành cho các bạn. Và để cụ thể hóa được vấn đề đấy thì đây là mẫu bom ảnh chủ mini ISTX đến từ Asus và tên mã cụ thể của nó chính là Asus Aristrix B460i Gaming. Đây các bạn có thể nhìn thấy về hình dáng cơ bản bên ngoài và một số công nghệ nữa, thì những công nghệ này thì hơi dài, thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra luôn. Và trong quá trình mở mình sẽ giới thiệu cho các bạn về vẻ ngoài cũng như tính năng của mẫu bom ảnh chủ này. Và vỏ thì mình đã bỏ sẵn ra ngoài rồi, bởi vì khi mà mở kiểu gì cũng có tiếng thôi, bỏ ra trước đi. Đằng nào thì cũng phải bỏ ra để lắp cho các bạn xem mà. Đây, về hình thức cơ bản, các bạn có thể nhìn thấy một mẫu bom ảnh chủ tiêu chuẩn của Mini ISTX thì trông sẽ gần giống như thế này. Bên trên sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin và hệ thống phơi điện rất nhiều. Nếu như mình đếm nhanh qua thì đây các bạn được che hết rồi, hệ thống cấp điện này, tản nhiệt cho VRM cực kỳ dày luôn. Ở đây nhá, các bạn nhìn thấy tưởng chỉ là một cái khối nhôm bé thôi nhưng mà không phải, một khối nhôm này cực kỳ dày luôn. Và mình đếm nhanh thì ở bên đây thì có tổng cộng là 5 phơi nguồn này. Phây cấp điện này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, như là 11 phây cấp điện thì phải, tương đối nhiều nhưng mà che khá kỹ rồi. Và ở đây nữa các bạn sẽ có hai khe RAM. Hai khe RAM này thì không được bọc thép, nên các bạn đừng lo lắng, chắc chắn không có chuyện các bạn rút RAM ra xong bay luôn cả khe RAM đi. Đây là khu vực cấp điện cho cả mẫu bom chủ này. Chúng ta sẽ có 4 cổng SATA này, đây là khe PCIe, đây khe PCIe chắc chắn phải được bọc thép vì cạc bây giờ quá nặng. Và ở đây khu vực này, khu vực có cái logo của Asus này, ngay bên dưới đây là khu vực đặt chipset cũng như là một khe SDM2. Và nếu như các bạn cảm thấy một khe SDM2 là hơi ít thì ở đằng sau vẫn còn thêm một khe nữa để đảm bảo khả năng kết nối không gặp bất kỳ một vấn đề nào cả. Và dĩ nhiên bom ảnh chủ chúng ta sẽ đến với những thành phần linh kiện khác, và cụ thể ở đây là CPU Intel Core i7 10700 8 x 16 luồng. Đương nhiên với cái mẫu bom ảnh chủ Aristrix B460i Gaming này hoàn toàn có thể cắm được CPU Intel Core i9 10900 và không gặp bất kỳ một vấn đề nào cả. Thế nhưng mình vẫn dùng Intel Core i7 để đảm bảo cho hiệu năng chỉ áp thành tương đối tốt, bởi vì i9 các bạn biết rồi đấy, cần hệ thống tản nhiệt tương đối khủng để có thể gánh được. Và đây bom ảnh chủ CPU mình vẫn chưa rạch, bây giờ mình sẽ rạch ra để mình lắp vào cho các bạn. Rồi, về phần CPU này thì đây là CPU non-ca nên chắc chắn các bạn sẽ được tặng một hệ thống tản nhiệt theo kèm. Và hệ thống tản nhiệt của Intel làm rất tốt, và vì thế mình sẽ quyết định không sử dụng ở trong video này. Đây mình sẽ chỉ lấy duy nhất CPU và cất luôn hệ thống tản nhiệt đi, coi như là kỷ niệm cho một lần Intel nâng cấp hệ thống tản nhiệt. Và mình sẽ sử dụng một bộ tản nhiệt khí giỏ để đảm bảo cho CPU luôn mát mẻ. Đây, tản nhiệt mình cất rồi nhá. Và đây là CPU của chúng ta. Đây các bạn nhìn thấy là CPU Intel Core i7 bình thường thôi. Và giờ thì mình sẽ lắp CPU vào. Rồi, thì cách lắp đơn giản thôi, các bạn nhấc lên, các bạn đặt CPU vào. Nói chung là CPU của Intel các bạn không phải lo lắng quá nhiều, lắp vào tương đối dễ dàng. Đây, đặt vào phát vào, đặt vào, đấy. Nói chung ấy, nếu bạn nào mà mua các mẫu bom ảnh chủ của Asus ấy thì phải để ý một đặc điểm này, tất cả mẫu bom ảnh chủ Asus kể cả dòng TOF hay dòng Strix thì cái phần che chắn cho socket đều có logo riêng, một nét đặc trưng riêng đấy. Còn liên quan tới vấn đề RAM, bởi vì đây là một mẫu mini ISTX nên chắc chắn RAM chúng ta nên nâng cấp một thẻ luôn. Và vì thế mình sẽ sử dụng hai thanh RAM, với mẫu một thanh RAM là dung lượng 16GB với tổng tụ là 32GB. Và với 32GB theo như mình thấy, kể cả mình sử dụng những ứng dụng như kiểu là Adobe After Effects thì vẫn hoàn toàn có thể sử dụng một cách thoải mái. Đây là một mẫu bài chủ dòng B và CPU là Intel Core i7 10700, thế nên bus RAM sẽ hỗ trợ là mức 2533, nên mình sẽ sử dụng thanh RAM này, bus RAM 3000 thôi để tránh tình trạng miễn phí và tương thích cao nhất. Bây giờ thì nhiên chúng ta sẽ lắp RAM vào. Cái lắp đặt RAM thì cũng đơn giản, đây là RAM kiểu không LED RGB, các bạn dùng mini kiểu mini PC ấy. Mình không biết một số bạn thích màu mè nhưng một số bạn thì không. RAM thì mình sẽ lấy ra cả hai thanh cùng lúc để lắp vào cho dễ. Đây là cái RAM của chúng ta. Và cách lắp đặt RAM của những bên Acer ấy thì thường họ chỉ làm mỗi ở đầu thôi, gạt đầu ra, còn đầu dưới thì gần như chẳng có cái gì cả. Các bạn chỉ cần đặt vào sao cho đúng thứ tự là được. Hai thanh RAM, bởi vì bây giờ là mình kiểu có mỗi hai khe thôi, cắm kiểu gì cũng nhận luôn ấy. Cắm vào phát là nhận luôn channel luôn. Và tất nhiên các bạn nên vào trong BIOS để bật tính năng XMP.
Thì đây, cái mẫu main khi chúng ta lắp được tất cả các linh kiện vào là gần như đã hoàn thành rồi, còn thiếu duy nhất mỗi SSD thôi. Và đây, ở đằng sau nữa thì đây mẫu main của Asus dòng B460i Gaming kiểu mini ITX mà. Thế nên chúng ta sẽ có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0, cùng với đó là rất nhiều các cổng kết nối. Và đây main khá nhỏ thôi nên đã được cắt giảm đi cổng PS2 rồi. Mình thấy là một điều tương đối bình thường thôi, bởi vì không phải ai bây giờ cũng sử dụng cổng PS2. Tiếp theo nữa, chúng ta vẫn thiếu một nhân vật chính, đó chính là về mẫu card đó ạ. À đây, card đây rồi. Main sẽ được đi gọn sang một bên và chúng ta tập trung vào nhân vật chính. Nhân vật chính của chúng ta ở đây, đây, Asus TWeb Gaming. Đặc biệt, đây mới là dòng chữ đặc biệt làm nên cái tính đặc biệt trong video ngày hôm nay, đó chính là 3070. Và đây là phiên bản OC TWeb. Phiên bản OC TWeb năm nay nếu mà nói không hoa, thật sự là không khác gì với phiên bản Strix cả. Dẫu chăng khác mỗi ở cái tên thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp của sản phẩm ra để cho anh em thấy được cái linh kiện bên trong sẽ có những gì. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải có cái cạc thôi, cái này thì không thể khác được rồi. Cạc là một điều không thể nào thiếu được. Đây, về cách đánh hộp cũng đây đơn giản là chữ là logo của Asus. Và khi mở ra, đây là miếng xốp để chống sốc thôi. Đây là phiên bản chính của chúng ta, cạc đồ ạ. Đây, mình thì mình đã bóc siêu từ trước đấy ra rồi để quay cho anh em sao đẹp hơn. Đây dòng chữ TWeb Gaming. Đây là cánh quạt gọi là Architect Fan, một cái công nghệ tương đối màu mè đến từ Asus. Cánh quạt này ở xung quanh viền đây sẽ có thêm những viền tròn để bao bọc cánh quạt nữa. Thì qua đây được gió hút vào sẽ đảm bảo và không xảy ra cái tình trạng gọi là thất thoát gió ra ngoài. Và sẽ có hai cánh quạt quay cùng chiều, một cánh quạt quay ngược chiều, gọi là quay đảo chiều ấy, để tối ưu hóa về lượng gió. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng hộp lại và mình sẽ review chi tiết một chút cho anh em về mẫu cạc này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, một mẫu cạc. Mà khi thực tế khi mà mình nhìn vào bên này, anh em nhìn này, bên thì bên bé tí, cạc này. Uầy, khi cắm vào đây, mình sẽ cắm vào cho anh em nhìn. Mình đặt ở đây để mình cắm vào cho anh em nhìn này. Cạc như kiểu chuẩn bị hấp luôn em bên đấy. Thôi, chúng ta sẽ tháo ra và đi vào chi tiết một chút liên quan tới mẫu cạc đồ họa này. Đây, và khi mình đã tháo ra rồi, đây như các bạn nhìn thấy, đây phiên bản TWeb Gaming thôi. Thực tế ra, nếu mà nói chính xác thì đây phiên bản tầm trung tới từ Asus. Về mặt thiết kế, cánh quạt thì mình đã nói rồi. Tiếp theo nữa, đến phần vẻ ngoài, thì vẻ ngoài đây được làm từ kim loại, không phải nhựa nhé. Đây là kim loại và không phải nhựa. Đây mình sẽ gõ thử cho anh em nghe. Đúng là kim loại luôn, tức là toàn bộ ốp xung quanh đây đều làm từ kim loại. Dĩ nhiên vẫn có một chút nhựa ở khu vực đặt đèn LED cho RGB. Ở đây là cái logo của TWeb và logo của TWeb này có đèn LED luôn. Các bạn có thể điều chỉnh thông qua phần mềm như nào thì tùy ý mọi người. Tiếc mỗi là dòng chữ GeForce RTX này thì không có LED RGB, chỉ có dòng chữ in lên thôi. Đây chúng ta có thể sờ được vào. Và ở trên cái mẫu cạc này, ở sau miếng backplate này, dĩ nhiên phải làm từ kim loại để có thể đỡ được sức nặng của cả đồ họa này. Và khu vực bên trên, cái khu vực này được làm trống ra để có thể quạt từ khu vực này thổi một phát qua đây thì qua đấy để tối ưu hóa lại cái khí động học vào trong vỏ cây của các bạn. Cái này là một điều vô cùng dễ hiểu thôi. Ở khu vực cấp nguồn cho đây khu vực xuất hình chứ, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 cổng HDMI và 3 cổng DisplayPort để có thể xuất hình được. Khu vực cấp nguồn đây, khu vực cấp nguồn sẽ sử dụng 2 cổng cấp nguồn 8 pin. Thế nên bộ nguồn tiêu chuẩn theo mình khuyến cáo tối thiểu phải là 650W, công suất thực và phải đến từ những hãng danh tiếng. Cũng tiếp theo nữa có hai nút là nút Performance Mode và Quiet Mode. Cái này thì đơn giản dễ hiểu như này, nếu như bạn nào mà muốn cả đồ họa luôn mát mẻ hãy để chế độ Performance, còn nếu như bạn nào mà cần hiệu năng nhẹ nhàng thôi để sao cho bộ vỏ cây các bạn yên tĩnh nhất thì để chế độ Quiet, thì khi đấy cạc sẽ nóng hơn một chút thôi nhưng phải khả năng yên tĩnh là hơn tương đối nhiều đấy. Và bây giờ thì đến với phần heat sink đi. Phần heat sink ở bên trong đây, phần heat sink bên trong các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 ống đồng chia đều vào hai phía và các lá nhôm vô cùng dày. Có lẽ nếu như mà so với các phiên bản kiểu RTX 3080 và 3090 thì chắc chắn sẽ không để đo được về độ dày rồi. Thế nhưng theo như mình đánh giá, thế này là vô cùng tốt nếu đây chỉ là một dòng tầm trung. Và đằng sau nữa đây cái khu vực cấp điện hay là khu vực các cái gọi là các cái tụ thì chắc chắn đã được Asus cải tiến và sẽ không gặp cái tình trạng crash đen màn hình nữa. Và một chút nữa thôi thì mình sẽ lắp đặt vào mình test cho các bạn. Và gần như là toàn bộ các linh kiện mình giới thiệu cho các bạn ở trong video ngày hôm nay là như này rồi, đầy đủ rồi. Và giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt và test game luôn cho các bạn. Khi mà mình lắp bộ PC, mini PC như thế này thì mình cảm thấy lắp tương đối dễ dàng. Cũng có thể nó không nào dễ bằng những cái combo to đùng ra được rồi, to quá thì mình không xét. Nhưng nếu mà xét trên cái vỏ cây khác ấy thì mình thấy vỏ cây này lắp ngon đấy. Và phần card đồ họa nữa, đây các bạn lo lắng, uầy
RTX 3070 TUF Gaming lắp vào sẽ bị cấn, nhưng thực tế là không phải, kiểu vừa khít luôn ấy. Phần dây đầu tiên mình đưa từ dưới lên, mình thấy bị che mất cái logo TUF kiểu RGB, thế nên mình đã quyết định để dây nguồn ở bên trên đây. Bây giờ mình sẽ bật lên cho các bạn nhìn thấy, hoàn toàn không hề xảy ra hiện tượng cấn. Các bạn chỉ cần bắp ốc chính xác thôi là quạt vẫn quay thoải mái. Vừa nãy thì mình đã có từ bật max 100% rồi, không hề có bất kỳ cái hiện tượng nào chạm vào thành vỏ cây cả. Và main thì gần như các bạn sẽ không thể nào nhìn thấy được, bởi vì tản nhiệt cũng như cả đồ họa đã che hết đi rồi. Đây, các thể flash RGB đây, như các bạn có thể nhìn thấy đó, khu vực này có led RGB thôi, quạt tiết các thứ. Thì bây giờ mình sẽ setup một góc gaming để cho các bạn chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của em nó như nào nhé. Đầu tiên thì với phần nhiệt độ, thì qua bài test Fermax thì các bạn có thể nhìn thấy ngay trên màn hình, nhiệt độ của TUF RTX 3070 rơi khoảng 72 độ C, 55-100%, và GPU Fan Speed là 86%. Nhưng mà các bạn phải nhìn thấy ở đây, ở ngay chỗ khu vực này bị kiểu ít gió ấy. Cái này thì mình không biết có phải tại là do bị bí quá không nên nhiệt độ của cả đồ họa hơi cao. Thật ra 72 độ C tính ra là không cao lắm đâu, nhưng mà cái fan speed kia thì quay 86%. Mình sẽ có một bài test khác ở trong một vỏ cây thoáng khí hơn, thì lúc đấy thì mới là cái kết quả chi tiết được. Và đây thì mình sẽ mở max 100%, hiện tại 86% rồi. Mình sẽ mở max luôn 100% đi để xem thì nhiệt độ sẽ như thế nào nhá. Đây, và đây nhiệt độ max 100% rồi, chắc các bạn có thể nghe được tiếng gió hú. Mặc dù là hú nhưng mà mình thấy kiểu gió thổi ra không nhiều lắm đâu, mình nghĩ chắc là do bí rồi. Kiểu đây, để tay sát vào đây rồi mà thấy gió thổi ra không nhiều lắm. Nhiệt độ thì mới đầu thì chắc là gần như không có gì thay đổi rồi. Cao nhất 72 độ C, bật max 100% thì đây xuống được 70 độ C rồi. Mình đoán chắc nếu mà căng nhất ấy, thì xuống khoảng độ 68 độ C. Nãy thì mình đã có đóng vỏ cây vào rồi, thì nhiệt độ khi đóng và mở vỏ cây ra thì gần như không sự thay đổi nào quá lớn cả. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái tựa game khác nhé. Tiếp theo là tựa game Assassin's Creed. Đây các bạn thì nhìn thấy mình để mặc định luôn là Very High Setting. Các thứ thì mình sẽ không can thiệp vào, nếu mà mình can thiệp thì ở đây sẽ thành chữ Custom nha. Đây các bạn nhìn thấy đều Very High Setting rồi. Và các bạn sẽ nghe tiếng gió hú thôi, nghe chuyện đơn giản. Và mình đang chơi trên màn hình 2K nhé. Và đây FPS như các bạn nhìn thấy hiện tại đang là 71-72 FPS, một lượng FPS tương đối cao. Nếu như mình để mình kéo cung thử xem nào. Mọi thứ vẫn ổn, không vấn đề gì hết. Đây, mình sẽ chạy loanh quanh chỗ này một chút để xem FPS có bị tụt không. FPS tương đối ổn định đấy, mình thấy không thấy tụt nhiều lắm. Được 64 đấy, loanh quanh mức đấy, không cao mà cũng bình thường. Với màn hình 2K nữa. Về hiệu năng cơ bản thì RTX 3070 và được so với RTX 2080 Ti, mà mức giá tương đối rẻ, chỉ khoảng mình nhớ không nhầm thì khoảng từ 14 đến 18 triệu tùy từng phiên bản. Các phiên bản như cái phiên bản đắt tiền nó sẽ hơi đắt hơn một chút. Việc chạy vào rừng thì FPS mình chưa thấy lúc nào bị tụt xuống dưới 60 cả. Đa số đều hơn 60 cả. Tựa game khác là Far Cry. Đây mình sẽ mở setting của Far Cry 5 lên. Đâu nhỉ? Đây phần video đây. Đây các bạn đã nhìn thấy hiện tại đây nhá. Đây màn hình 2K. Đấy, mở lên. Mở tần số quét cao lên mà, màn hình tần số quét cao mà, tội gì mà không mở đâu. Đây, tất cả đều Ultra Setting nhá, tất cả đây theo setting mặc định luôn, Ultra Setting luôn. Đây cả Recognition Scale nữa, vẫn là 1 nhá, mọi thứ hoàn toàn bình thường. V-Sync Up này, đấy, tức là không khóa FPS. Rồi ok, mình không khóa FPS. Đây, FPS như các bạn nhìn thấy, uầy, cao nhở. Mình không nghĩ là cao này đâu, FPS hiện tại đang là 91 FPS. Mình chạy trong rừng để xem một chút nữa xem sẽ bị liệu có bị tụt không. Mình nghĩ chắc là cũng không tụt đâu. Hiện tại thì card đang load có 77% thôi, CPU load 28%. Không nặng lắm. Đây mình bật tính năng XMP lên rồi. Nào thắc mắc thì hiện tại bus RAM đang là 2933 nha. Một người nữa đã ra đi. Cái nhạc này. Thổi xuống. Bắt đầu hết rồi.
cái gì đấy. Đây, như các bạn thấy thì trong toàn bộ quá trình trải nghiệm thì FPS vẫn được 100, không vấn đề gì hết. Không có bất kỳ một hiện tượng gì cả. Tiếp tục với tựa game Control. Tựa game này thì có cả Ray Tracing nữa. Đây, hiện tại thì đây các bạn nhìn thấy hai setting Ultra này, 2 này, Medium 2. Nói chung là cái gì lên được cũng đã lên rồi. Còn duy mất cái Ray Tracing này mình chưa bật, một chút nữa mình sẽ bật thử Ray Tracing cho các bạn nhìn. FPS hiện tại là 80 FPS. Đây, chạy quay quanh khu vực này là 80 FPS. Và bây giờ vẫn với khu vực này, mình sẽ bật Ray Tracing lên để xem sẽ là được bao nhiêu FPS nhé. Đây, phần đây, Ray Tracing ở đây. Mình bật 2 luôn. Rồi sau khi bật Ray Tracing lên thì FPS từ khoảng 80 tụt xuống còn khoảng 48 FPS. Nhưng mà không giống như ngày xưa, không giống như thế hệ đầu. Thế hệ tiếp theo này thì đã được cải thiện về vấn đề FPS rồi. Nhưng mình nghĩ là nếu mà để trên độ phân giải 2K thì mình sẽ tắt tính năng Ray Tracing đi, để bình thường thôi cho FPS cao. Đây, up. Rồi, FPS ngay lập tức lên 80 luôn. Và vừa rồi là phần trải nghiệm hiệu năng. Các bạn có thể thấy thông qua một số tựa game rồi, FPS khi mình test ra chưa chắc đó là FPS chính xác, bởi vì driver ngày hôm nay mình test là do driver NVIDIA gửi, driver beta thôi, chưa chắc đã là driver cuối cùng. Cụ thể là vào ngày 29 các bạn sẽ có driver cuối cùng, và khi đấy hiệu năng của các đồ họa mới phản ánh chính xác được. Và dĩ nhiên chúng mình sẽ có một video khác để đánh giá tất cả các mẫu các đồ họa để cho các bạn thấy được, bởi vì ngày hôm nay như các bạn có thể nhìn thấy ngay ở đây, RTX 3070 TOF Gaming được đặt trong một vỏ cây mini ITX hoặc là vỏ cây ITX cũng được. Thì đây các bạn nhìn thấy gần như là bị bít gió, thế nên nhiệt độ như các bạn thấy là rơi khoảng 70 độ C. Mình nghĩ là nếu như mà vỏ cây các bạn mà thoáng hơn, nhiệt độ hoàn toàn để xuống dưới 6X. Và nếu như bạn nào mà thích những vỏ cây mini như thế này, các bạn có thể đậy kính vào, nhiệt độ gần như là không thay đổi mấy. Các bạn sẽ có một bộ PC rất là nhỏ gọn, nhiệt độ thì không quá cao đâu. Mình thấy giữa khoảng độ 65 độ C à 70 độ C, mình thấy ở mức hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu như các bạn sử dụng trong điều kiện try hard. Và đường link của sản phẩm dĩ nhiên sẽ ở ngay dưới phần mô tả video. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể click vào. Và các bạn có đam mê bộ PC bên cạnh hay không? Nếu như các bạn không đủ tiền thì bên mình hỗ trợ chính sách trả góp 0%. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.